xin dựa vào CTD này là muốn rồi. Ok, tại là một cái góc về hồ thì bữa mình hôm bữa do bận quá nên mình đi mô nhanh mà mình làm một cái món đơn giản khổ qua sau chín để mình test cho bạn thử cái độ nóng rồi ăn cơm rồi biết là ngoài cơm thế nào thì hôm nay mình test kỹ hơn mọi người một ngày cuối tuần rảnh rỗi hơn thì chúng ta làm những cái món trong tết hơn tại body siêu thị mua thêm nho gì đó là siêu thị Acevivo City quận 7 trung tâm thương mại mình đã đi nhiều lần mình có quay review đó. Ok thì test ở đây là test gì, test cái chỗ nóng thì mình là đổ chỗ canh nóng đó nè, đổ nước xuống này đó Chúng ta sẽ đặt à. Theo đó là đây có tàu canh bốc hơi luôn nè đó. Đó chúng ta test thử nước là nó có thấm vô hay không, cái bàn này nó có tốt hay không, và khi mà ngồi trên cái ghế này nó có cảm giác im hay không. Thực sự là ngồi đây rất là im, ngồi ăn cơm mà nóng này rất là thoải mái. Cái bàn này có cái ghế này chịu tầm đó, rồi à, ăn thì nó sẽ có khỏe hơn. Hồi trước thì nếu mình chưa có bàn ăn á, thì mình phải ngồi dưới đất, thì đối với người mập như mình đó thì bụng nó hơi đưa như này đó thì rất là khó ăn. Nhưng mà từ khi có cái bàn ăn này thì hôm nay test thử làm lần nữa thì thấy là ok, quýt đổ nước thì cũng sao, mấy năm hôm qua này cũng có đổ nước thử đổ nước thử mà nó nói chung là không sao hết. Ok, trong một cái ngôi nhà bày một cái bàn như thế này thì ăn cơm quá là ngon. Mọi người ăn muốn mua hàng thì mình sẽ đính kèm ở dưới mô tả và review, mọi người hãy click vào để mọi người đặt hàng một cái bàn về để chúng ta trang trí cho cái phòng ăn của chúng ta đó, để cho ngôi nhà chúng ta thêm cái phần gọi là giá trị hơn, để mà nâng giá trị của Vui Vẻ Sài Gòn Riverside Complex. Test như đó là đủ rồi ha. Ok mọi người, rồi ok bây giờ mời cả nhà cùng dùng bữa với trí sĩ trên giường để tranh thủ ăn, để xin ăn vậy nó quậy xin ăn quậy banh xác. Ok bye mọi người, lại cả nhà video sau. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Trang Dược và CTN Đen. Bye bye nha.